Bắc Macedonia, một quốc gia nằm ở Đông Nam châu Âu, Bắc Macedonia giáp với nhiều quốc gia như Serbia, Albania, Hy Lạp và Bulgaria. Thủ đô Skopje là trung tâm chính trị và văn hóa của quốc gia, nơi lưu giữ nhiều di tích lịch sử, kiến trúc độc đáo và bảo tàng quan trọng. Quốc kỳ Cộng hòa Bắc Macedonia là một lá cờ chữ nhật có tỷ lệ 1, 2. Trên lá cờ có hình ảnh mặt trời tỏa ra 8 tia sáng màu vàng trên nền đỏ tượng trưng cho mặt trời mới của tự do. Hình ảnh này được thiết kế dựa vào phần lời quốc ca Bắc Macedonia. Quốc kỳ được Bắc Macedonia sử dụng từ năm 1995.